tiếp tục hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Các đại biểu thảo luận về dự án luật điện ảnh sửa đổi, những quy định liên quan đến việc cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức cá nhân nước ngoài, quy định về phổ biến phim trên không gian mạng và về quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh được nhiều đại biểu cho ý kiến. Về vấn đề cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức cá nhân nước ngoài, một số ý kiến đề nghị không yêu cầu các tổ chức cá nhân nước ngoài cung cấp kịch bản phim hoặc chỉ cung cấp kịch bản phim khi sử dụng bối cảnh quay phim tại Việt Nam hoặc sử dụng diễn viên Việt Nam. Có ý kiến đề nghị chỉ yêu cầu kịch bản tóm tắt phim và kịch bản chi tiết nội dung quay tại Việt Nam thay vì kịch bản phim đầy đủ. Chúng ta đang mong muốn để thu hút các nhà làm phim đến Việt Nam, sử dụng các cái bối cảnh của Việt Nam để quảng bá hình ảnh của Việt Nam ra với thế giới. Tuy nhiên các cái quy định của chúng ta là quá chặt chẽ. Tôi đồng tình như đại biểu Nga vừa rồi đấy, tức là cái kịch bản yêu cầu cung cấp kịch bản tóm tắt và chỉ cần chi tiết cái phần quay ở Việt Nam. Quan trọng nhất tôi nghĩ rằng là cái người làm phim, cái tác phẩm đấy đưa ra nó không vi phạm vào những điều cấm của cái luật này thì chúng ta hoàn toàn đồng ý việc các cái cảnh quay đó của tại Việt Nam được xuất hiện trên cái phim của họ. Giải trình tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng cần thiết phải có kịch bản toàn diện để bảo đảm những nội dung có liên quan đến an ninh chính trị. Trong thực tiễn diễn ra, chúng ta thấy gần đây nhất là bộ phim Đồng Cảm do người Mỹ sản xuất. Đoàn Kênh Ghi quay ở Việt Nam, đó là một hình ảnh của một người tham gia cuộc chiến trong cái thời điểm đó, kịch bản đó ở Việt Nam đều đúng và không sai. Nhưng khi người đấy sang Mỹ thì bối cảnh quay ở Mỹ, công việc khác và người ta nói đó là một cuộc chiến tranh ở Việt Nam phi nghĩa. Vậy Việt Nam không cho phép lưu hành bộ phim này ở Việt Nam. Nhưng nó sẽ lưu hành ở một bộ phim ở quốc gia khác rồi. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta không nắm được kịch bản toàn thể mà chúng ta chỉ chấp nhận phân khúc ở Việt Nam thì sau này về vấn đề về an ninh chính trị, về quốc phòng an ninh, ai sẽ là chịu trách nhiệm? Một số vấn đề khác được nhiều đại biểu quan tâm là quy định về quỹ hỗ trợ điện ảnh. Một số ý kiến cho rằng không nên quy định quỹ hỗ trợ này do chưa bảo đảm tính thống nhất với quy định tại luật ngân sách nhà nước. Thực tiễn cho thấy thì quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh được quy định tại luật điện ảnh năm 2006, nhưng đến nay đã 16 năm quỹ vẫn chưa được thành lập do không đảm bảo được nguồn thu. Và cái hạn chế này thì cũng đã được quy định trong dự thảo luật và giao cho chính phủ quy định chi tiết nguồn thu của quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh. Tuy nhiên, nghị định của chính phủ kèm theo hồ sơ dự thảo luật còn rất là chung chung. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng muốn điện ảnh phát triển thành ngành kinh tế cần phải có các chính sách hỗ trợ như chính sách về thuế, tín dụng, đất đai. Tuy nhiên, các quy định trong dự thảo luật còn rất chung chung, vì vậy ban soạn thảo cần rà soát và xây dựng những quy định cụ thể hơn.